Khi hơi nóng bốc hơi, bóng dáng người đàn ông thấp thoáng trong ánh sáng mờ ảo tỏa ra hơi thở lạnh buốt khắp người. Nước đóng dội lên bộ tóc đen gầy của anh, từng giọt nước lăn dài trên đường nét khuôn mặt như đưa khắc rõ ngũ quan. Còn cơ bắp thì săn chắc lên xuống theo từng hơi thở giống như báo săn vậy. Mọi người phải cúi đầu nín thở, e dè khép nép và không dám nhìn thẳng. Chào giám đốc Dương. Chào sếp. Chiều cao 1m80 càng giúp anh tỏa sáng hơn trong đám đông. Bộ vest vừa vặn với dốc dáng ôm trọn người của anh giúp anh phô diễn được dốc dáng tuyệt vời không gì sánh bằng. Anh bước từng bước đi về phía trước, những bước đi đẹp mắt giống như báo săn ngầm tỏa ra một loại hơi thở nguy hiểm và bất cứ khi nào cũng có thể bắt được con mồi một cách chuẩn xác. Sao lại là báo săn chứ? Rốt cuộc báo săn đã làm gì sai? Phải đó, 10 cuốn tiểu thuyết ngôn tình của nhà ta thì hết 8 cuốn có nam chính giống báo săn rồi. Lạ nổi hưu cao cổ lại không được kìa. Hưu cao cổ hình như cũng không hợp thật. Nhưng mình nghĩ sư tử hùng dũng hoặc là hổ mãnh liệt chắc được. Sư tử hùng dũng, hổ mãnh liệt, sư tử, giống nhau hết mà. Tiểu thuyết xuất bản lần này tên gì vậy? Tổng giám đốc anh xấu lắm. Có cần phải nói thẳng vậy không? Còn cách nào nữa đâu. Thị trường ngôn tình hiện nay không có thành công. Nếu tên sách mà không trực tiếp thì chẳng thể thu hút được độc giả đâu. Cũng phải thôi. Đã là năm 2020 rồi, còn ai đọc mấy cuốn tổng giám đốc ngang ngược nữa. Đâu phải. Dù thời đại nào đi nữa thì cũng cần tổng giám đốc ngang ngược. Trên đời này có thứ gì có thể an ủi được lòng người so với tổng giám đốc ngang ngược được đi chứ. Vậy hả?
Đương nhiên, nam chính của phim đắt khách những năm qua đều là tổng giám đốc ngang ngược. Gray có phải là giám đốc ngang ngược không? Phải. Blue Way có phải là tổng giám đốc ngang ngược không? Tony Stark có phải là tổng giám đốc ngang ngược phải, không? Phải. Vô cùng ngang ngược. Điều đó đương nhiên rồi. Dù là già, trẻ, gái, trai đều cần thể loại tổng giám đốc ngang ngược, ok? Tổng giám đốc ngang ngược là trường tồn. Wow. Vậy tổng giám đốc ngang ngược lần này của chúng ta có la lịch ra sao hả? Tổng giám đốc công ty có vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ. Tư Đồ Ngạo Nhiên. Tư Đồ Ngạo Nhiên. Ôi, làm ơn đi, gia chính lần trước tên gì ta? Mộ Dung Lãnh Liệt có đúng không? Tên đều màu mè vậy sao? Cậu phiền thật đó. Cái đó người ta gọi là ngầu. Được rồi. Tiểu thuyết ngôn tình là kiểu giản dị tự nhiên, nhưng mà lại không khô khan mà. Cũng hơi khô khan một chút. Cậu nói coi, mấy cuốn tiểu thuyết chúng ta xuất bản tháng này, tổng giám đốc đừng dừng lại, tổng giám đốc tránh sang một bên, yêu em đi tổng giám đốc. Ngoài việc khác tên gia chính ra thì nội dung có gì khác? Tiểu thuyết ngôn tình đều vậy mà. Cái đó mới chính là vấn đề. Những tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn từng an ủi bao nhiêu nỗi lòng của những cô gái, sao giờ lại ra nông nỗi này? Gần đây hai quán thuê sách cũng bị đóng cửa phải không? Phải rồi. Cứ đi xuống như vậy cũng chẳng biết tòa soạn nhỏ bé này của chúng ta có thể chống cự được tới bao giờ. Tiêu thật rồi. Không được. Tiểu thuyết ngôn tình phải sống tiếp. Phải tìm được con đường mới. Con đường gì? Hiện giờ chưa nghĩ ra. Yêu cầu của mình không có cao vậy đâu. Chỉ cần Tư Đồ Ngạo Nhiên giúp chúng ta kiếm được tiền thưởng tháng này thôi là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Làm ơn đi. Làm ơn đi tổng giám đốc ngang ngược. Muốn giành được tiền thưởng hay sao? Tổng biên tập Diêu, cầu xin thôi thì có tác dụng gì đây hả? Báo cáo giám đốc chiến lược, sáng nay ngân hàng Phú Quý lại gọi điện thoại tới. Ngân hàng Phú Quý? Phải. Tình hình giám đốc chiến lược công ty khách sạn Thiên Lượng vô cùng tệ hại. Khoản vay khất nợ nửa năm rồi không trả. Trịnh Hiểu Ân, nghe nói dạo gần đây lại có thêm hai quán cho thuê sách phải đóng cửa. Dạ phải. Nhưng mà Xuân Thiên đã giúp chúng ta thực hiện, để mà cho Night Dream lên kệ rồi. Night Dream? Báo cáo tổng biên tập, đó là hiệu sách tiểu thuyết online gần đây có lượng xem rất là cao luôn á. Với lại chúng tôi cũng đang cố gắng giành lấy những hợp tác mở rộng đa lĩnh vực, chuẩn bị mở rộng phát triển tiểu thuyết của chúng ta. Nếu đọc thì có sách âm thanh hay là vẽ truyện tranh, thậm chí là phim ảnh, chắc chắn sẽ có tin tốt sớm thôi. Quan trọng là trang bị của cuốn sách mới đâu? Có ngay đây. Đây. Tổng giám đốc, anh xấu lắm. Không thể cao. Cao. Cao cấp hơn được sao? Đương nhiên là được rồi. Không thành vấn đề. Chúng tôi có thể sửa lại. Tuần trước cô cũng nói như vậy rồi mà. Tổng biên tập Diêu,
Cái đó là điều bình thường mà. Với lại cũng phải sửa vài lần thì mới đẹp được lên chứ, có phải không? Phải đó, càng sửa càng đẹp. Ba ngày tôi phải nhận được bản phát quả hoàn chỉnh. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Dạ, không thành vấn đề. Mình có nghe lầm không? Anh ta vừa nói là 3 ngày sao? Phải đó, cậu không nghe lầm đâu. Là 3 ngày đó. Tổng giám đốc, anh xấu lắm. Có chứ, tất nhiên là có rồi. Có cần thư giãn chút không? Việc đó tùy thuộc do anh quyết định. Thương lượng như thế nào thôi. Tôi biết rồi. Chỉ có một từ thôi. Đẹp. Anh chàng đẹp trai này hôm nay vẫn giữ được độ đẹp trai như mọi khi. Đúng là một khuôn mặt vô cùng thân thiện với thế giới này mà. Lọc sạch tinh thần lẫn thể xác, giảm áp lực chữa lành bệnh. Tại sao chúng ta không phải là nhân viên của anh ấy? Đây là báo cáo của kỳ này. Trang bìa này của cô không được, phải cao cấp hơn nữa. Cao cấp là ý gì chứ? Người ta vẫn không hiểu. Tổng giám đốc, anh có thể dạy em không? Làm đi mà, em cần chỉ bảo sát người như vậy nè. Cậu thôi đi, nếu ta là sếp của mình á, có lẽ tụi mình chẳng có hứng thú gì đâu. Cái đó thì chưa chắc đâu. Nè, nhìn đi, mình gái với cậu, cô gái đó chắc chắn đang yêu thầm anh ấy. Có thật không vậy? Ê, anh chàng này sắp đi rồi. Không, đừng tàn nhẫn như vậy. Quay lại. Cho nó quay về đi. Hôm nay đúng là đen đuổi mà. Còn chưa ngắm được 5 phút. Bỏ đi, nên quay lại làm cho xong trang bìa cuốn sách mới đi kìa. Chỉ còn 2 ngày 23 tiếng nữa thôi. Mau lên đi. Ba tìm tôi chắc là vì công ty du lịch Thiên Lượng. Phải. Hạ Thiên Hành tôi chính là một viên gạch. Nơi nào cần đến thì chuyển đến nơi đó. Tại sao ba tôi lại tìm tôi? Có người chạy tới nói nhảm vào mấy có đúng không? Tôi nghĩ có lẽ ngân hàng Phú Quý không tìm được cô, cho nên mới tới tìm chủ tịch. Đó là vấn đề của cậu mà. Rốt cuộc cậu làm việc kiểu gì vậy? Phải, tôi xin lỗi, là do tôi không xử lý tốt. Bản kế hoạch tài vụ mới đâu? Đã chuẩn bị xong rồi.
Công ty khách sạn và du lịch Thiên Lượng rốt cuộc là như thế nào? Chẳng phải đã nói là phía ngân hàng cấp vốn 2 lần cho con rồi hay sao? Tại sao vẫn có vấn đề chứ? Không hề có vấn đề gì hết. Tiềm lực phát triển của công ty chúng ta rất là tốt. Chỉ có điều vẫn đang trong thời kỳ sáng lập, nên không thể nào có thành tựu trong chốc lát được. Cái này là lý do sao? Có công ty nào sáng lập đã 3 năm rồi mà vẫn còn sáng lập nữa không? Rốt cuộc con muốn làm cho tới khi nào đây? Bà, đây là bản kế hoạch tài vụ mới của tụi con. Bà xem đi. Nếu theo như bản kế hoạch này, nhiều nhất cũng phải mất 1 năm nữa thì mới có thể kiếm tiền. Hiện giờ là chặng đường cuối cùng rồi. Nếu như lúc này rút lui thì chúng ta sẽ mất luôn vốn gốc. Lại muốn Thiên Lượng tái tạo thu mua cổ phiếu của công ty khách sạn và du lịch Thiên Lượng à? Cái này rõ ràng là bon trúc tiền của ba để cho vào túi con. Thiên Hành, con xem đi. Không được. Số tiền sau 1 năm khách sạn và du lịch Thiên Lượng kiếm được vốn không đủ 1/10 hao hụt của hiện tại. Huống hồ còn cần những công ty con khác giúp đỡ thu mua cổ phần chéo. Như vậy ảnh hưởng đến việc xây dựng Thiên Lượng, thậm chí nguy hiểm đến những tài sản khác của tập đoàn. Hiện giờ cậu đang tính toán mọi cách để hủy hoại công ty của chúng tôi có đúng không? Người hủy hoại công ty du lịch Thiên Lượng là chị, không phải tôi. Công ty của tôi không đến lượt thằng nhãi như cậu khoa tay múa chân đâu. Đủ rồi. Xin lỗi, cô tới muộn rồi. Mới chạy tới khát chết đi được. Anh à. Cái gì? Vừa rồi nói tới đâu rồi? Tiếp tục đi, con mặc kệ con. Vừa rồi chúng tôi bàn bạc xem có nên tiếp tục tăng vốn cho công ty khách sạn và du lịch Thiên Lượng của đại tiểu thư không? Ok, vậy kết luận ra sao? Tổng giám đốc cho rằng nên thu hồi, nhưng mà đại tiểu thư thì lại phản đối việc này. Thiên Hành nói thu hồi thì cứ thu hồi đi. Từ trước tới giờ công ty chị tôi mở có công ty nào kiếm được tiền đâu. Thu hồi. Hạ Thiên Kiện à, em đừng có nói giúp người ngoài nữa được không? Đây là sự thật mà chị. Hả? Ai là người ngoài, ai là người mình? Không phải đều là con cháu họ Hạ ta sao? Sao còn phân trong ngoài cái gì? Tôi vẫn còn đang sống sờ sờ ra đó mà cô đã đòi chia nhà trước mặt tôi luôn rồi sao? Vậy tôi chết thì cô còn quá quắt đến mức nào? Chuyện này cứ theo lời của Thiên Hành mà làm, đừng phí lời nữa. Ba, tôi còn có việc, giải tán hết đi. Ngày vẫn ổn chứ? Mình Lệ, đứa con này của tôi cũng là đứa có giả tâm, nhưng mà tính cách có hơi nóng vội, lại thích sĩ diện. Nếu như không có Thiên Hành để ý giúp đỡ cho thì đúng là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. Không phải chủ tịch vẫn thường nói sao? Trong số 3 đứa trẻ này, Thiên Hành là giống với ngài nhất. Công ty chỉ cần có cậu ấy là có thể yên tâm rồi. Cậu nói cũng phải đó.
Mai mà có nó. À, Triệu Khâm à. Dạ. Sau này có gì cậu hãy quan tâm giúp đỡ Thiền Hành nhiều chút nha. Nó vẫn còn trẻ, tuy rằng năng lực rất giỏi, nhưng mà vẫn cần có người giúp đỡ. Chủ tịch à, ngài đừng nói như vậy mà. Đây là chuyện không thể chối từ rồi. Ừ. Chủ tịch à, ngài sao vậy chứ? Nè chủ tịch, ngài ổn không? Chủ tịch à, có ai ở đó không? Có ai không? Chủ tịch à, mẹ phải có lòng tin vào ba chứ. Chúng ta đã tìm những chuyên gia giỏi nhất rồi, ba sẽ không có gì đâu. Yên tâm đi. Mẹ. Chị Minh Lệ, cuối cùng con cũng đến rồi. Mẹ sợ quá. Ba của con, ông ấy có mệnh hệ gì phải làm sao đây? Mẹ không sao đâu, có con ở đây mà. Tình hình ba tôi thế nào rồi? Nhồi máu cơ tim, vẫn đang được phẫu thuật cấp cứu. Sao lại đột ngột vậy chứ? Không phải lúc này vẫn ổn hay sao? Tại tôi không chăm sóc tốt cho chủ tịch, đều là tại tôi hết. Chú à, chuyện này không trách chú được đâu. Thiên Hành, là ai gọi nó tới vậy? Chú gọi hả? Là em đã gọi Thiên Hành tới đó. Bác sĩ à, tình hình ba tôi sao rồi? Phẫu thuật đã xong rồi, nhưng tình hình vẫn chưa được ổn định lắm, vẫn cần phải quan sát thêm. Bác sĩ à, xin ông giúp ông ấy. Cảm ơn. Để xảy ra chuyện, không thì tôi biết phải làm sao đây. Thật đó. Thì chủ tịch à, chủ tịch, ngày sao rồi? Thì hả? Thiên Hành phải không? Ngài đợi một chút, đợi một chút. Ơi nè, Thiên Hành à, nhanh lên, chủ tịch tìm cậu đó. Ba, mau lên. Ba, ba, con ở đây. Ba không sao chứ? Ba. Không phải chứ. Xuân Thiên, nói mình biết hôm nay là ngày mấy? 25. Cách ngày phát lương tới tận 10 ngày. 10 ngày này mình còn có 800 đại tệ, mà nếu số dư dưới 1.000 thì ATM không cho rút. Đây là muốn mình gặp nước ăn nè. Anh nè, Trình hiểu không? Đừng có trách người phải gặp nước ăn. Cậu ăn chỗ này của mình á, phải tìm ở đâu cho rút 100 đi. Cứ đến gần cuối tháng là hết sạch tiền, cứ như vậy thì mình phải sống sao đây? Ông trời ơi, hãy cho con một anh tổng giám đốc ngang ngược nhiều tiền đi. Chắc không phải. Mình phải chết để trả giá chứ. Con biết lái xe hay không? Lái xe mà không nhìn đường hả? Chẳng ra làm sao hết. Diễn thuyết của tổng giám đốc, người thừa kế của Thế Kỷ, Hà Thiên Hành. Xin một anh chàng tổng giám đốc khó đến vậy sao?
Ngủ đi, trong mơ cái nào cũng có hết. Càng nghĩ càng không cam tâm. Sao bà lại có thể như vậy chứ? Trong đầu chỉ có mỗi Thiên Hành thôi. Lẽ nào tụi con không phải là con ruột của ông ấy sao? Chiều Nam à, ông nhất định không được xảy ra chuyện đâu đó. Mẹ à, mẹ có thể phấn chấn một chút được không? Đừng chỉ biết khóc thôi có được không? Mẹ sẽ không sao đâu. Chị à, chị nổi nóng với mẹ làm cái gì chứ? Chị nói sai gì chứ? Không phải mẹ quá vô dụng thì làm gì có chỗ cho Hạ Thiên Hành chen vào. Bây giờ hay rồi đó, ba ngã xuống rồi, bước tiếp theo chắc chắn là nó sẽ đá ba mẹ con của chúng ta ra khỏi tập đoàn Thiên Lượng cho mà coi. Tại sao Thiên Hành lại làm vậy? Hạ Thiên Kiện, em ngu thật hay là giả vờ ngu đi? Chúng ta làm nhiều việc với nó như vậy em quên hết rồi sao? Em là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng mà Hạ Thiên Hành thì không đâu. Nó vốn chỉ là một con kền kền, là ma cà rồng. Suốt bao nhiêu năm nay nó chỉ đang chờ đợi cơ hội này mà thôi. Em không nghĩ là Hạ Thiên Hành sẽ làm gì. Em có biết là ở trong di chúc của ba đã viết rõ ràng là đem cả tập đoàn Thiên Lượng giao cho Hạ Thiên Hành hay không? Lỡ như ba thật sự xảy ra chuyện gì thì tới lúc đó sẽ chẳng còn ai có đủ năng lực ngăn cản nó đâu. Chiều Nam, Chiều Nam. Chị đã nghe được chuyện này từ đâu hả? Chị nghe được ở đâu không quan trọng, ngồi yên chờ chết được. Chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi yên chờ chết được. Sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị. Chị ta gấp đến như vậy sao? Chủ tịch đã ngã xuống rồi, bọn họ muốn nhân cơ hội này bầu lại chủ tịch. Cũng không bất ngờ lắm. Anh có nắm chắc không? Hội đồng quản trị có 9 vị giám đốc, anh nắm chắc được mấy vị? Ba tôi vừa mới ngã xuống, bây giờ vẫn còn nằm trong phòng bệnh. Chúng ta phải chọn lúc này để bàn chuyện đó sao? Thiên Hành, tôi hiểu cảm giác lúc này của anh, nhưng thực tế anh vốn không được thương cảm đâu. Ngày mai Hạ Minh Lệ nhất định sẽ ra mặt kêu gọi. Chắc chắn Hạ Minh Lệ sẽ không bầu cho tôi đâu. Còn Thiên Kiện thì không chắc chắn. Bản thân tôi, chú Hộ, thêm cả giám đốc Châu khá thân với chúng ta, giám đốc Hứa, giám đốc Trương, chắc có thể nắm chắc được trong gì. Được, tôi biết rồi. Anh về nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai vẫn còn một trận quyết chiến nữa.
Chỉ mới hơn 4 giờ. Để cho tôi ngủ đi mà. Nhất định là do thiết kế trang bị chưa xong nên mới không ngủ được. Lucas yêu dấu ơi, vô cùng xin lỗi vì giờ này còn làm phiền anh. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, thiết kế trang bị như thế nào rồi? Chị, em vẫn không thể dùng phiếu bầu của em cho chị hay sao? Từ trước tới giờ Thiên Hành vẫn luôn làm rất tốt. Chúng ta đều nhận được một khoản tiền hoa hồng kha khá mỗi năm. Bây giờ là đôi bên cùng có lợi, không lẽ không tốt sao? Đủ rồi. Em không bầu cho chị cũng không sao, nhưng mà đừng có làm vướng chân chị. Ít nhất thì cũng đừng có bầu cho Hạ Thiên Hành đó. Chị à. Im đi. Các vị, giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời của tập đoàn Thiên Lượng. Trừ các vị giám đốc, những người khác xin mời rời khỏi đây. Cố lên, có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh nghe. Xong hết chưa? Tới rồi hả? Mệt chết đi được hả? Mới có hơn 4 giờ rưỡi sáng, bên thiết kế báo là sắp xong rồi. Kết quả thì sao? Lúc mình đến rõ ràng là chẳng có cái gì. Mình phải nhìn anh ta làm việc cho đến lúc nãy mới lấy được 3 tờ trang bìa nè. Không cần xem đâu, anh ấy chưa đi làm. Nè, ngăn kéo công ty có mà sao cậu không tự lấy đi, cứ lấy của mình hoài vậy? Đồ ăn giặt phải chia mới ăn ngon chứ. Chưa nghe triết lý nửa gói đồ ăn hả? Triết lý nửa gói đồ ăn gì chứ? Nửa gói là đơn vị ăn ngon nhất trên thế giới này luôn đó, biết chưa? Không có người chia sẻ thì đồ ăn ngon lành sẽ bị biến thành đồ ăn nhạt nhẽo và nhàm chán đó. Hay quá ha. Vì để cướp đồ ăn giặt mà có thể nói xàm như vậy, cậu làm biên tập viên lãng phí tài năng lắm đó ha. Sao anh đẹp trai vẫn chưa đi làm chứ? Vẫn là mấy anh giám đốc sướng. Thích mấy giờ đi làm thì lúc ấy đi, không giống như tụi mình.
Ba thiết kế trang bìa này vốn dĩ là không được mà, thế nào cũng bị tổng biên tập chửi nữa cho xem. Làm xong trong một đêm thì ổn được bao nhiêu chứ, như vậy đã là cực hạn rồi. À, tại sao lúc tôi cần được thanh lọc cơ thể và tâm hồn nhất cơ thì anh đẹp trai lại không đi làm vậy chứ? Nén bị thương đi, không muốn về công ty một chút nào. Bên thiết kế nói đây là bản nháp cuối cùng, không sửa thêm nữa. Cửa gì vậy? Đây là chuyện tổng giám đốc anh xấu lắm. Đây là cách nam chính và nữ chính gặp gỡ. Cô gái hiền lành dịu dàng, vì để đưa một chú chim nhỏ bị thương trở về tổ mà không quan tâm đến bản thân mình có bệnh sợ độ cao, trèo lên cái cây đầy hoa. Nữ chính đúng là thật phi thường mà, trèo lên cây còn đặc biệt chọn một cành cây đầy hoa nữa. Rồi sao nữa? Sau đó đương nhiên là trượt chân ngã sấp mặt rồi. Được nam chính đỡ lấy quay 360 độ rồi ôm kiểu công chúa. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngay lập tức giữa đất trời vũ trụ ngân hà, dường như chỉ còn có đối phương ở trong ánh mắt ấy, thì chỉ nghe thấy tiếng tim đối phương đập rộn ràng cùng hơi thở. Quả là một hồi anh oanh liệt liệt lãng mạn thấm đẫm lòng người, báo trước tình yêu đến. Được rồi, mơ mộng quá. Làm ơn đi, ngã sấp mặt từ trên cây xuống. Nếu mà nam chính không bị đè chết thì đúng là phép lạ. Vậy mà còn có tinh thần tính tới góc độ rơi, đón nữ chính, ôm kiểu công chúa. Đây đơn giản là một phép màu. Mình nói cậu nghe, nam chính là tổng giám đốc đó, đơn giản là quá phí nhân tài luôn. Anh ấy nên đi làm sư phụ. Và chứng kiến thời khắc kỳ diệu này, magic. Đó là khi gặp phải tụi mình thôi. Nữ chính nhà người ta trong tiểu thuyết nhất định là nhẹ nhàng như lông hồng. Đúng là chỉ trong thế giới tiểu thuyết mới có. Bánh sandwich của mình tới rồi, mình đi lấy đây, chút nữa quay lại. Tránh bị trấn lột, cậu giúp mình ăn đi ha. Ê, nếu mà đẹp trai tới á, nhắn mình biết với nha. Biết rồi. Ai phản đối xin hãy giơ tay biểu quyết. Được rồi, xin hạ tay xuống, cảm ơn. Vậy đối với việc khai thác phát triển dự án có 6 phiếu tán thành, 2 phiếu phản đối. Nếu không có vấn đề gì nữa, dự án này của chúng ta cứ chiếu theo kết quả bỏ phiếu mà bắt đầu tiến hành. Mọi người có ý kiến gì không? Không à. Vậy có đề xuất khẩn nào không? Nếu như không có thì... Tôi có lời muốn nói. Tôi tin rằng các vị ở đây đều rất rõ. Ba của tôi, chủ tịch Hạ, hôm qua vì nhồi máu cơ tim phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Mặc dù phẫu thuật rất là thành công, nhưng mà quá trình phục hồi trong tương lai sẽ rất là chậm. Chúng ta chẳng ai biết ông ấy có thể phục hồi được đến mức nào. Cho nên vì suy nghĩ cho hoạt động kinh doanh của công ty, tôi đề nghị chúng ta nên bầu chọn ra chủ tịch mới. Bầu chọn một chủ tịch mới à? Đây là một chuyện lớn. Vậy thì tôi đề nghị trước hết nghỉ 10 phút để cho mọi người chuẩn bị một lát được chứ? Tôi đồng ý. Thiên Hành, không vấn đề gì. Được, vậy chúng ta nghỉ 10 phút trước đã. Tôi đi hút thuốc đây. Em đi đâu vậy? Em đi vệ sinh, chị có muốn đi cùng không? Thank you.
Kêu quái gì vậy? Nè, bên ngoài có ai không vậy? Cửa phòng vệ sinh nam không mở được, có ai không? Yuhuu! Có lộn không vậy? Lúc nào không hỏng tại sao lại hỏng ngay lúc này chứ? Phòng quản lý đang làm cái quái gì vậy? Thiếu gia, xin lỗi nha. Đại tiểu thư kêu tôi làm gì? Lấy gì hả? Xin lỗi, cậu chỉ cần ở trong đó đợi 10 phút thôi thì có thể ra ngoài được. Hạ Minh Lễ, chỉ có cần phải làm tới như vậy không hả? Thiên Kiện. Cũng tới giờ rồi. Hạ Minh Lệ, chị đang làm cái gì đây? Chọn lại chủ tịch chứ làm gì? Lúc này cậu không ở đây à? Giám đốc Hứa và Thiên Kiện còn chưa quay lại, mọi người còn chưa tới đủ đó. Vậy thì sao chứ? Đã nói là 10 phút rồi, là tự bọn họ từ bỏ mà thôi. Hơn nữa theo quy định, số người tham gia quá 2/3 là có thể tiến hành biểu quyết. Bây giờ là buổi chiều, lúc 1:48. Bắt đầu tiến hành bầu chọn lại chủ tịch cho tập đoàn Thiên Lượng của chúng ta. Bây giờ là buổi chiều, 1:48. Bắt đầu tiến hành bầu chọn lại chủ tịch tập đoàn Thiên Đường. Sao lại có chuyện như vậy được? Được rồi. Giám đốc Hứa đã bắt đầu bầu chủ tịch mới rồi. Bây giờ những ai tán thành Hạ Minh Lệ tôi đảm nhận vị trí chủ tịch, xin mời giơ tay. Thiên Đường chính là tôi, Hạ Minh Lệ. Chúc mừng chị. Hy vọng chị có thể thật lòng suy nghĩ cho công ty, dẫn dắt công ty ngày càng đi lên.
Có chuyện gì vậy? Chuyện này là di chú của ba ở chỗ cậu đúng không? Không biết chị hỏi cái này để làm gì vậy? Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Sao hả? Không thể xem à? Hạ Minh Lệ, ba vẫn còn sống đó. Đừng chạy, mau đuổi theo. Chạy mau, nhanh lên. Không được để cho hắn chạy thoát. Nhanh lên, mau đuổi theo, nhanh lên. Không được để cho hắn chạy thoát. Mau đuổi theo, nhanh lên. Mau lên, đuổi theo. Mau lên. Em cứ đợi ở đây đi, sẽ có người tới tiếp ứng cho em. Cảm ơn anh. Ngày tháng sau này của em chắc sẽ không dễ dàng đâu. Nhớ tự mình bảo trọng đó. Hạ Thiên Kiện. Chị, qua đây. Rốt cuộc chị cũng muốn làm gì đây? Không liên quan tới em đâu, mà qua đây đi. Không phải là chị đã làm chủ tịch rồi sao? Hả? Chị bỏ qua cho Thiên Hành có được không? Chị muốn cái này có đúng vậy không?
Được, tôi qua đó. Bây giờ tôi mà buông tay thì người bị ném xuống dưới chính là chị đó. Cậu cho rằng ném tôi xuống dưới cậu có thể bước ra khỏi đây sao? Nếu tôi không đẩy chị xuống thì tôi có thể rời khỏi đây mà sống tiếp sao? Dù sao thì đằng nào cũng chết. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có chị bầu bạn, đi cũng không buồn đâu. Thiên Hành, em bình tĩnh đi. Xin em nể mặt anh mà bỏ qua cho Minh Lệ đi, có được không? Thiên Kiện, hôm nay không phải em không bỏ qua cho chị ta, là chị ta không thể bỏ qua cho em đó. Hạ Thiên Kiện, ngậm miệng lại đi, không được cầu xin đó. Em bị lừa rồi, nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Em không cần cầu xin đó. Chị à, em xin chị bỏ qua mọi chuyện đi, có được không? Chị bỏ qua cho Thiên Hành đi, chị không cần phải đem tính mạng ra làm trò đùa như vậy. Không thể được, chị tuyệt đối sẽ không cúi đầu với thằng khốn này đâu Thiên Kiện à. Kiều Trí, xảy ra chuyện thì giai thấp cổ bé họng như mình nó bị phát hiện thì sẽ chết chắc. Ê, cậu làm gì vậy? Lan Cam đâu rồi? Ồ, vừa nãy có con đại bàng bay qua rồi đâm vào Fly Cam. Đại bàng? Đại bàng ở đâu được chứ? Nè, cậu làm gì đó? Mình cảm thấy không khỏe lắm. Cậu vẫn ổn chứ, nhìn sắc mặt cậu kém lắm. Nói với tổng biên tập giúp mình muốn xin nghỉ. Ờ, được rồi, mau quay về thôi. Mình sẽ nói với anh ấy, cậu cẩn thận đó. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Lượng Hạ Thiên Hành chiều nay bất ngờ bị ngã từ trên cao xuống. Đây là sự việc xảy ra sau khi chủ tịch Hạ Chiêu Nam phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp ngày hôm qua. Tin tức gì lập tức thông báo cho tôi biết. Dạ. Cái flycam đó của ai vậy? Vẫn còn đang tìm. Phải tìm nhanh lên cho tôi. Tất cả những camera có khả năng quay được đều phải tìm cách giải quyết hết. Tôi hiểu rồi. Mặc dù vẫn còn đang cấp cứu, nhưng mà ngã từ một chỗ cao như vậy xuống, Hạ Thiên Hành nhất định sẽ chết chắc. Chú Hồ à, chúc mừng chú nha. Lần này chú đứng đúng bên rồi. Thứ quan trọng nhất đời người quả nhiên vẫn là thời cơ. Lát nữa đi đâu đó chúc mừng đi. Muốn chúc mừng cái gì chứ?
Bây giờ chị lên chức chủ tịch rồi, không ăn mừng hay sao? Em đi đi. Em đi đâu vậy? Lúc nào cũng kỳ lạ. Lát nữa chú đi cùng nha. Đương nhiên rồi. Cô là người của phòng thư ký có đúng không? Tôi là Lăng Sở Sở. Ờ, à, được rồi. Vậy cô muốn tìm ai hả? Cô vẫn ổn chứ? Thiên Hành nó bị thương rất nặng, nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ không sao đâu. Tôi tin là nó sẽ sớm khỏe lại thôi. Chiều nay tổng giám đốc Hạ Thiên Hành của tập đoàn Thiên Lượng bất ngờ bị ngã từ trên cao xuống, đã được cấp cứu, hiện tạm thời được chuyển vào phòng hồi sức để tiếp tục quan sát. Nguyên nhân của việc té ngã này hiện được phán đoán sơ bộ là do tai nạn. Tình hình chi tiết còn phải chờ bên cảnh sát trực tiếp điều tra. Hạ Thiên Hành năm nay 32 tuổi, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của Đại học Stanford, làm việc tại tập đoàn Thiên Lượng từ vị trí thấp đi lên. Hai năm trước tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Tại sao các bản tin đều nói là tai nạn? Rõ ràng mình nhìn thấy không phải như vậy mà. Tại sao các bản tin đều nói là tai nạn? Rõ ràng mình nhìn thấy không phải như vậy mà. Tập đoàn tài chính lớn đúng là thâm sâu mà. May mà mình chưa báo cảnh sát, nếu không thì đã. Dù sao đi nữa thì người cũng đã được cứu rồi, chỉ cần không chết là có hy vọng. Tôi nhất định sẽ đi chùa cầu phúc cho anh, thắp sáng đèn hy vọng, anh mau chóng bình phục nha. Mình đi tắm nhanh rồi đi ngủ thôi. Xin chào. Lạ thật đó. Hôm nay sao Dư Mặt Mông vẫn chưa hố trang bị? Ê, Trịnh Hiểu Ân. Trời ơi, cậu sao vậy? Hôm qua không ngủ ngon, cả đêm mơ ác mộng. Sao lại như vậy chứ? Trong người vẫn khó chịu hả? Đi khám bác sĩ chưa? Không có sức. Cậu như vậy thì không có ổn đâu đó. Ê, cậu có biết là anh chàng tổng giám đốc đẹp trai ở tòa bên cạnh hôm qua bị ngã không? Mình có xem tin tức rồi. Sao lại xảy ra tai nạn này được chứ? Trẻ tuổi lại đẹp trai ngời ngợi như vậy, nói xảy ra chuyện là xảy ra chuyện ngay. Thật là đáng tiếc mà. Cậu làm gì vậy? Không có gì. Ê, nào, mỗi người rút một cái đi. Đây là gì vậy? Không phải hỏi, cứ rút đi đã.
Tôi trúng thưởng hả? Ừ. Chúc mừng cô trút được giải đặc biệt, vinh dự được đến bệnh viện thăm tổng biên tập Diêu. Hả? Hôm qua bệnh trĩ của tổng biên tập Diêu phát tác, phải vào viện phẫu thuật ngay lập tức. Chúc mừng cô trở thành đại diện của phòng chúng ta. Nhớ hỏi thăm tổng biên tập Diêu giúp tôi nha. À đúng rồi, đây là thiệp an ủi mọi người viết cho tổng biên tập Diêu. Lát nữa hai người nhớ ký tên lên nữa đó. Nhớ chưa? Mình cũng thật là thảm quá đi. Mình không chỉ giúp người khác thắp đèn, bản thân mình cũng cần một cái đèn. Còn phải thắp đèn giúp ai chứ? Giúp cậu đó. Ê, mình không có xu tới vậy đâu, nghe chưa? Hiểu không? Được rồi, đừng có không vui như vậy, cười một cái đi. Cậu xem, có khả năng đây là ý của ông trời đó. Cậu nói cậu không được khỏe, lại lừa đi bệnh viện, nên là cử cậu đi thăm bệnh, sẵn đó đăng ký để khám bệnh luôn. Có phải rất tiện không? Trời ơi, được rồi, được rồi. Hay đi khám sớm rồi về nghỉ ngơi sớm. Còn cái này nữa, ký giúp mình với nha. Cậu mau đi đi, tạm biệt. Cảnh sát nói với tôi là sự cố ngoài ý muốn, nhưng tôi không tin. Thiên Hành, nói cho tôi biết là ai hại anh ra nông nổi này. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi quen biết anh từ thời đại học tới giờ. Anh chưa bao giờ nhận thua dù chỉ một lần. Tôi biết anh rất mệt, nhưng anh thực sự không thể nghỉ ngơi được. Kẻ thù của anh còn chưa hạ được mà. Có chuyện gì sao? Hiện giờ Thiên Hành vẫn còn đang hôn mê. Dù cô có chuyện gì thì xin cô đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói. Cô cảm thấy cậu ta sẽ tỉnh lại à? Là ý gì đây? Không có ý gì hết. Chẳng qua là chúng tôi đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện phù hợp nhất để chữa trị cho cậu ta, cho nên muốn chuyển viện cho cậu ta. Hả? Gì chứ? Các người không thể làm vậy. Tại sao lại không được chứ? Tôi là người thân của cậu ta, chỉ có tôi mới quyết định được cậu ta đến đâu mà thôi. Bác sĩ, sao có thể chuyển viện trong lúc này được chứ? Nếu như người nhà kiên quyết muốn như vậy thì chúng tôi không thể ngăn cản được rồi. Không phải bác sĩ nên suy nghĩ cho lợi ích của bệnh nhân trước sao? Đúng vậy. Nên chúng tôi đã sắp xếp phòng bệnh VIP tại bệnh viện trực thuộc nhà họ Hạ. Còn có cả đội ngũ bác sĩ giỏi nữa. Đây chắc chắn là lợi ích tốt nhất dành cho bệnh nhân. Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy Thiên Hành. Anh ấy thực sự không thể bị đưa đi được đâu. Nè cô à, cô hãy bình tĩnh lại đi. Cô Hạ là người nhà của bệnh nhân, cô ấy nhất định sẽ giải chữa thật tốt cho anh Hạ mà. Bác sĩ, em không hiểu đâu. Thiên Hành thực sự không thể giao cho cô ta được. Nè cô à, cô đừng có làm loạn nữa. Lỡ như chạm vào hệ thống máy thở của bệnh nhân thì sao đi? Buông ra.